xin tự giới thiệu, anh là công tử Bạc Liêu, giàu như sông Dùng, gia tài bạc triệu, cổ cả đầy nhà ruộng đất thì phì nhiêu, cho mà nói chi nhiều, bởi người ta đi thì hiệu nhà to thì anh tước được vài cân, mà nói thì nha nhân thì anh tước được vài cân, xe hơi xe hủng nằm ngót ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được vài lần, mà đất nhà anh thì cò bay mà gãy cánh, khi mỗi đánh đầu thì phải bay lên mái xanh, ở trên mái xanh thì đôi khi anh thấy lạnh đành hút cái xì gà uống luôn cả tre pen. Anh còn có thói quen mà đốt tiền mà nấu trứng, không phải khoe đâu mà để đơn giản là ngẫu hứng, dân chơi tầm thường mà đôi với anh là không xứng, mấy cái đồ ganh tị phe phắt ở sau luôn, nhưng mà không sao đâu, anh dính bao ngầu, anh còn chơi bao lâu anh dính bao ngầu, tiền tài mỹ nữ nó cứ ra vào ra vào, mấy thằng bay mà gặp anh thì cúi đầu mà khép lép, không phải phe đâu mà để đơn giản là tôm tép, chỉ cần tiền tài thì tụi nó sẽ mò mép, thì anh mua được mọi thứ, thích thằng nào mà dồn ép. Anh thì vẫn là anh, đừng cấp là mất việc, tên tuổi lúc truyền thì sao cho mất việc, chỉ cần danh nhân hay là anh thì tứ kiệt, chỉ cần nhắc tới công tử Bạc Liêu cho nên chơi hứ thiệt, dân chơi hứ thiệt, dân chơi hứ thiệt, nghe danh công tử Bạc Liêu, yeah, nghe danh công tử Bạc Liêu, yeah. Hết bài. Vô tay. Rồi còn cái phần bổ sung lại, hăng bổ sung vô nghe.